Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Mảnh ghép yêu thương chào anh. Anh xin chào Minh Hoàng. Thì sau đó anh cũng chào cô bác trên trong và ngoài nước nhiều sức khỏe. Rồi anh cho biết họ tên cũng như năm sinh của mình luôn ha. Anh Phạm Văn Thọ. Đó làm giấy chứng minh dân là có 71 thôi. Còn ở ngoài là 1966. Phạm Văn Thọ. Dạ. Sinh năm 1966. Và trong giấy năm sinh có 1971 à. Rồi biết rồi, 1966 là 58 tuổi ha. Anh Thọ đến từ đâu nè? Anh ở Tây Ninh, Minh Hoàng. Tây Ninh. Rồi anh Thọ nè, anh có đồng ý cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không? Anh đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Thọ yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Anh đồng ý. Anh Thọ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Anh đồng ý. Hiện nay hôn nhân gia đình của anh Thọ như thế nào nè? Anh việc hôn nhân là anh đi dị là 2006 gì đó, anh cũng quên rồi trong giấy tờ. Anh có hai con. Nhưng mà hai đứa con gái nay nó lớn, anh gả hết rồi. Bây giờ anh sống một mình nè. Anh ly dị nay cũng mấy năm rồi ha? Đúng rồi, nay cũng hình như 6 năm, 7 năm rồi đó. Có hai đứa con gái mà lấy chồng hết rồi hả? Lấy chồng hết rồi. Bây giờ chỉ ở nhà rồi nó làm công ty á. Ở nhà chỉ đưa cháu ngoại đi học à. Hiện nay ở Tây Ninh là anh ở trong chính ngôi nhà của anh luôn hay nhà của ai? Ở nhà anh luôn. Và anh ở chung với hai con gái luôn hả? Không, hai gái anh có tư riêng hết, cắt nhà với còn đứa thì nó khi nó ở đây thì nó ở, còn như ở đây vài tháng, lâu lâu về mẹ nó dưới vài tháng ở thành phố á. Rồi anh không có làm công việc gì vậy hả? Anh thì lúc trước thì em cũng có làm, nhưng mà lúc chưa dịch á, thì anh sắm cái liên hộp mấy cắt lúa đó, mấy phóng á. Anh đi cắt rồi có 10 năm à. Rồi cái mấy dịch bệnh tới rồi nó không cho anh đi qua huyện này qua huyện kia nữa, cắt đứng tại đây luôn. Rồi anh cắt không thấy không có ăn, với mấy móc ra nhiều quá rồi anh mới bán. Bán nay thì anh ở không thôi, cũng không làm gì hết, với lại cũng có một chút lương hưu. Rồi đó là nhờ sắm cái đó với anh chăn nuôi thêm. Lương hưu tháng anh được nhiều anh Thọ? Lương hưu tiện tháng nó ngay cũng đủ sắm rồi nha, 90 triệu rồi. Rồi lương hưu gì 90 triệu dữ vậy? Kiểu mình cũng gom góp rồi cũng gửi vô cái tài khoản đó, rồi mình cũng lấy cái đó với lại mình chăn nuôi ba con trồng hương mình đó, trồng mướp á. Nuôi trồng hương hả? Anh nuôi nhiều không? Nuôi nay cũng 2 năm rồi, nhưng mà mới tăng đàn nay là có con nào xấu thì mình bán thịt, còn con nào đẹp đẹp thì lựa lại, cũng đang tăng đàn cũng không bao nhiêu năm. Nên được có, mới được có 5 nái à, 5 nái nó đẻ ra năm được có 6 con à. Rồi nó đẻ ra vậy nó cũng lòi sọ, nó tính mà nó đẻ đủ thì mình được tới 30 con. 30 con đó mình đẻ ra 1 tháng là mình bán được con, đập được 8 triệu. Một con bán được 8 triệu hả? Một cặp con được con cái á là mình bán được. Mà một con vậy á, là nó đẻ cho mình, ít lắm là đẻ cho mình 3 con. Mà một năm nó đẻ 2 lứa. Một năm nó đẻ được 2 lần. 2 lần. Một lần mới được. Một lần là được 3 con hả? Mới được có 5 con nái à, 5 con nái đẻ à. Rồi anh Thọ cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu nè? Anh thì nó hơi cao, 1m75 lận. Rồi nặng là 70 kg. Dáng anh đẹp mà, dáng vậy là chuẩn đẹp rồi.
Anh có cái sở thích gì nè? Sở thích thì nói chung ra thì lâu lâu anh cũng cũng đi du lịch rồi đi Vũng Tàu rồi về miền Tây rồi cũng chơi, mà lâu lâu anh mới đi, nhưng mà đi lâu lâu anh mới đi cho con cái đi không à, với là mình lớn tuổi rồi đi nghe cũng mệt, đi xe đó anh hơi dạy xe một chút đó. Rồi anh có những cái gì anh không thích? Không thích ra ngoài xã hội á hả? Ừ. Không thích đó là đi ăn chơi rồi bè bạn ha, hoặc là cờ bạc kệ đó là anh không thích, chỉ anh lo mà ăn thôi, chứ chỉ về sáng thì có ngay uống cà phê, còn rượu với thuốc là anh không cần tới. Ờ, anh Thọ này, trong giấy tờ của anh ghi là quê quê là Campuchia là sao anh? À, hồi đó cha mẹ sanh đẻ là ở Campuchia, ở Vũng Chàm á, rồi anh về đây á, là năm 75, nói về ở Tây Ninh thì luôn á. Là cái lúc là ngày xưa là cha mẹ ở bên Campuchia rồi sanh ở bển luôn ha. Sanh ở bển luôn. Nên lấy nguyên quán là Campuchia đó ha. Giấy tờ là để Campuchia đó. Rồi hiện nay ở nhà vừa giữ cháu ngoại hả? Giữ cháu ngoại, Giữ cháu ngoại rồi nuôi chồn rồi làm gì nữa? nuôi chồng bữa nay thì hưu rồi, anh không làm gì nữa đâu, nghỉ rồi, lúc đó bôn ba làm mà không giàu thôi, chứ giờ nghỉ rồi, giờ về hưu rồi, rồi mình về giữ con cháu thôi, với lại mình lấy cái chăn nuôi nó ra rồi mình sống hàng ngày vậy đó, chứ lại cái liền nhưng một cái mà nhưng mà bây giờ vẫn nuôi chồn đúng rồi, giờ giờ đang nuôi đúng nó phải. Không có làm gì mệt nhọc hết à, chỉ tối là khoảng 5 giờ mình cho nó ăn rồi thôi à, làm gì đâu. anh Hiện Thọ anh có thường hay bia rượu không? không anh bia thì nó ngay không uống với thuốc là không hút, có một đám đám tiệc ở nhà kẹt đám làm chừng lon bia là rồi vậy. Anh có thể cho biết chút xíu vì sao anh với chị lại chia tay không? Anh nói ngay hồi đó anh đi cắt lúa đó, đi ngủ đêm ngủ kỳ đó, mình đâu có về được, là cho vợ con ở nhà rồi, cũng cũng xảy ra lúc trước thì cũng có, nhưng mà sau này đó vợ con nó mê chơi quá, rồi đâm ra để anh nói một hai lần rồi không nghe, rồi từ chỗ đó rồi vợ chồng không có cái nói nào mà để nói mà để chung chạy nhau được, cho nên từ chỗ đó rồi anh mới nói nhiều lần quá rồi chịu nổi, rồi anh mới đâm đơn đưa lên tòa rồi anh mới xin ly dị, ly hôn thôi, chứ còn vợ con đó mà nó đàng hoàng mà nó nghe lời nó trong gia đình thì chắc không có xảy ra. Anh với chị ly thân được bao lâu? Thì thằng chắc cũng 6 tháng, 6 tháng rồi bị gì đi dặn rồi vợ con đi ra nước ngoài á, nó đi theo dòng họ ở chơi khoảng 6 tháng rồi về bên này cái rồi anh bút đơn anh ly hôn luôn. Thọ anh theo dõi chương trình Mảnh ghép yêu thương này bao lâu rồi? Theo dõi mảnh ghép yêu thương của Minh Hoàng này chắc cũng 6 tháng rồi đó, tháng rồi, cho nên anh thấy nhiều cái cũng hay, nhưng mà cho nên anh coi này, anh hay anh mới điện lại cho Minh Hoàng á, là anh xin lên á, là kết nối tìm một Anh người ngồi để anh họ anh ngồi qua bên tay phải giùm em miếng nha. rồi, cho nên anh lên anh xin đó là nhờ em á, là lên chương trình đó kết nối cho anh một người đặng mà về có bầu bạn bệnh đau già cả, có người ông chăm bà chăm ông vậy. Rồi anh có ấn tượng được cô nào trên những video đó chưa? Hay là anh muốn bày tỏ bản thân? Anh đúng bày tỏ bản thân thôi, rồi ví dụ bây giờ anh lên ghi hình lên rồi anh coi cô nào mà được á, thì anh chớ xin số điện thoại anh báo với lại Minh Hoàng để cho anh xin số điện thoại Zalo gì đó anh mới tìm hiểu người đó.
Như anh nói này, sẵn đây Minh Hoàng cũng nói cho quý vị và các anh các chị cũng như các bạn biết luôn là lên chương trình của Mảnh Ghép Yêu Thương, có nghĩa là hai người phải có sự đồng thuận của hai người thì chương trình mới cung cấp số Zalo cho hai người liên lạc. Còn nếu mà một người đồng thuận mà một bên kia không chấp nhận thì chương trình cũng sẽ không cho bao giờ cho số của ai cả. Anh hiểu rõ nguyên tắc chưa? Ví dụ anh coi lên chương trình vậy nè, nhưng mà anh coi hình Mảnh Ghép Yêu Thương nào được á, thì anh xin số của Minh Hoàng anh cho em tìm hiểu được không? Ý là nãy giờ nói anh nghe kịp không? Minh Hoàng sẽ lấy cái đường link của anh gửi cho cái chị mà anh muốn tìm hiểu á, rồi thông báo cho chị biết là có anh Thọ như vậy đó, muốn kết nối với chị thấy như thế nào, chị xem video rồi chị trả lời kết quả cho chương trình biết. Thì khi mà chị trả lời đồng ý thì lúc đó hai bên sẽ có số. Còn nếu mà chị không đồng ý thì anh có quyền chọn người khác ha, nó cứ vậy thôi. Chừng nào mà cái đối phương của anh chọn mà họ đồng ý với anh đó thì anh mới được, chứ còn mà họ không đồng ý thì chương trình đâu có dám tự động lấy số cho anh cho rồi họ nói sao. Mình làm việc phải nguyên tắc mà. Rồi anh nghe kịp chưa? Có nghĩa là mình xuất hiện lên chương trình không phải là mình muốn xin số là có, phải thông qua ý kiến của họ, họ đồng ý mình mới có số, họ không đồng ý thì cũng sẽ không có số ha. Và cũng xin nhắc với lại các chú luôn ha, các chú nhất là các chú hơi lớn tuổi, chiều chiều tối tối ưa gọi đến chương trình lắm, gọi dồn dập luôn, tưởng đâu số của mấy cô mấy chị gì mấy bà trên đó đó, rồi cứ điện tới rồi tán tỉnh rồi rồi yêu đương xong không được rồi quay qua rồi chửi bới, ôi tùm lum tà la. Cái này trên màn hình là số của chương trình chứ không có số của nhân vật nào trên đó cả. Sẵn đây sẵn dịp thông báo cho quý quý chú biết luôn ha, quý chú ưa quần lắm. Rồi anh Thọ này, hôm nay anh muốn tìm nửa bánh ghép của mình là mẫu người như thế nào? Anh chỉ kiếm một người là đơn giản thôi, sống là thật tình thôi, chứ mình từng tuổi này nó cũng không có đưa đòi cái gì hết á, nghèo cũng được đó. Nhưng mà cái người nào mà cũng như không nhà không cửa để tìm hiểu được đó, thì về nhà đây anh ở cũng được, vì nhà anh rộng rãi không có ai hết à. Rồi có nghĩa là kiếm một cái người đó không cần giàu nghèo Đúng rồi. ha, là chủ yếu là biết chịu thương chịu khó, biết cùng anh làm ăn là được ha. Vậy là được, thật sống thật tình đó. Đừng giả Đây dối, anh là anh chỉ chịu là cái thật tình một một hai hai thôi, chứ còn mà nói đầu này mà làm đầu kia là không được. về anh có nhà sẵn thì cũng không có gì gọi là lăn tăn ha. Đúng rồi, không có gì hết, về đây sống với anh, nói vợ chồng mà tuổi như này đâu có ăn nhiêu tháng, đâu có nhiêu tiền đâu, sợ cái bệnh đó chứ còn mà ăn uống thì không sợ. Rồi 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 sợ bệnh đau, lỡ nó bệnh đau sao? Thì mình nói mình phải chịu thôi, lớn già cả là phải bệnh Rồi thôi. có lo nổi không? Hả? Rồi có lo nổi không? Cái chuyện bệnh đau thì nói chứ thì còn người còn của đó, thì vậy còn người còn của mà, cái người là quý, mà cái của chừng nào mình bó tay mình chịu thôi. Rồi vậy là độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu nè anh Độ tuổi nó ngay từ 50 60 đi. Thọ? 50 tới 60 ha. Năm nay là anh nhiêu ta? Nãy anh nói là 58 đúng không? 58 hay 59 nha anh, năm sinh 66 là tuổi Thìn hả? 59 ha. Kiếm từ từ 50 cho tới 60 hả? 60 hay 62 cũng được, mấy người ta chấp nhận thì mình cũng chịu, thời buổi giờ đâu có kén chọn mà tuổi tác nữa đâu. 62 cũng được luôn hả? Đúng rồi, cũng được luôn. Không cần giàu nghèo, không cần nhà cửa có luôn Anh có nhà mà, nhà không? cửa tiện nghi là đầy đủ, không có gì hết trơn, không có ngại gì hết trơn. Còn hãy bên bên thí dụ bên kia mà người ta có nhà người ta đi không được, mà cái duyên nợ mà đã thương là anh về bả nên ở cũng được.
Rồi anh thích cái chị đó vùng miền nào? Miền nào cũng được hết trơn á, Miền nào cũng được hết trơn ha. miễn là sống bây giờ vấp ngã một lần rồi, bây giờ anh tìm một người á là phải sống phải thiệt tình đó, đừng giả dối đó, sống là phải chấp nối thương yêu đặc biệt là phải sống cho tới già luôn đó. Còn mà sống mà nói 1 2 tháng thì đâm ra có chuyện có giãn thâu gỡ thì mắc cỡ với người ta vậy đó, mình lớn tuổi rồi. Rồi. Còn tìm hiểu không được nữa thà là ở vậy đó. Rồi. Rồi các chị từ 50 tới 62. Nếu mà trên mọi miền đất nước, nếu mà chị nào xem được cái video của anh Thọ, thấy mình nằm trong cái tiêu chí của anh Thọ thì nhanh tay điện về số chương trình sẽ sắp xếp tạo điều kiện cho hai Đúng người rồi. có cái buổi gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. À, nếu mà thấy Đúng thích hợp thì hai người tự cho số rồi về mình liên lạc mình tìm hiểu thêm. rồi. Rồi chương trình ghi nhận sự chia sẻ của anh Thọ, chân thành cảm ơn anh và cầu chúc cho anh gặp được nhiều may mắn trên cái con đường tìm lại nữa cái mảnh ghép thật sự như lòng anh ao ước ha. Rồi anh còn muốn nói có cái lời nào anh gửi đến cho các chị không? Thì anh lên đây thì anh cũng có những lời nói, trước thì anh cũng nhờ Minh Hoàng, sau nữa thì anh lên đây anh cũng đã kết nối tìm hiểu một người nào, những câu nào mà nghe những lời nói của tôi trên video này thì cứ xem xét trong 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 video thì cũng cho cái cơ hội nặng mà mình tìm hiểu nửa quãng đời còn lại. Rồi, bây giờ anh chào quý vị khán giả, anh em mình kết thúc video ha. Trước nhất thì anh cũng chào Minh Hoàng, sau nữa anh cũng chào trong và ngoài nước, nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Rồi, cảm ơn anh. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh ha.